xin chào tất cả bạn, mình là Dương đây. Đáng nhẽ ra thì theo kế hoạch là mình vẫn live stream đúng không? Nhưng mà thưa các bạn, do về cái live stream ấy nó bị rung hình quá, làm cho người xem rất là khó chịu. Nhà Dương bây giờ là Dương không live stream nữa, mà Dương sẽ quay xong công chiếu vào 10 giờ tối hàng ngày liên quan đến vấn đề các đường phố. Mình muốn live stream lắm, đợi bao giờ có cả, bao giờ mà kỹ thuật nó tốt hơn ý, mình sẽ live stream. Không, nó rung lắm ý. Tại vì các bạn đi xe máy nó khác, đi ô tô khác. Nhưng khi các bạn mà đi bộ ý, rung nó khó lắm, trừ những cái máy nó có thiết bị chống rung. Mà đi mua thiết bị chống rung nó cồng kềnh lắm các bạn. Đấy, mình nói thật với các bạn thế. Thì ở đây là cái ngã tư, các bạn nhớ đây là cái ngã tư Cầu Giấy, ngã tư chỗ nhà mình. Ngã tư này gọi là ngã tư cầu vượt Mai Dịch giữa Hồ Tùng Mậu với cả Xuân Thủy với cả Phạm Hùng và Phạm Văn Đồng. Bây giờ họ đang xây cái cầu vượt kìa, quý vị thấy không? Họ đang xây một cái cầu vượt. Đấy, cái cầu vượt đã có một cầu vượt rồi, nhưng bây giờ xây thêm một hai cầu vượt hai bên để mà ngăn cách cái cầu vượt ở giữa ấy, cầu vượt cũ, để cho gọi là bên đường cao tốc, chính xác là đường cao tốc nhé. Là đường cao tốc thì họ sẽ gọi là đi nhanh hơn, và họ không phải đi ra những cái len mà đi xuống này nữa. Họ chạy một mạch luôn để đảm bảo cái tốc độ 80 km/h. Và cái này theo kế hoạch thì không nhầm vào sang tháng sau xong. Tháng sau xong đấy nhá. Thì mình đi, mình quay cho các bạn. Ok. Đấy là cái như vậy. Thì đây là con đường Phạm Văn Đồng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn con đường Phạm Văn Đồng. Và nhân tiện những cái chương trình đi quay này, mình sẽ có một cái series liên quan đến vấn đề những bí mật mà các bạn không biết. Ở đây những bí mật này là mình khẳng định với các bạn là 100% các bạn không biết. Đấy. Mà đôi khi có những người hẳn là trong ngành của Bộ Công an không biết. Đấy, liên quan đến địa điểm, liên quan đến ví dụ người ta ở trong ngành, ai mà quan tâm ấy, thì những người quan tâm, các bạn biết mình gọi là người quan tâm là gì không? Là những người ham học hỏi là một này, có trí nhớ tốt là hai này, thì họ biết. Ví dụ địa điểm, các địa chỉ của các cục này, đấy, của các A này, đấy, vân vân vân. Đại đa số thì người ta vẫn làm việc ở Phạm Văn Đồng thôi. Đây cái chỗ con đường Phạm Văn Đồng này, 47 Phạm Văn Đồng, mình xin lỗi ông nội, mình là 49 là sai, 47 nhá, 47 Phạm Văn Đồng. Làm lúc bon miệng xin lỗi quý vị, nó là 47 Phạm Văn Đồng. Và đấy là người ta gọi là trụ sở phía Bắc ấy. Đấy, trụ sở phía Bắc thì nó nằm ở hai nơi. Bây giờ nó nằm ở chỗ mình chả biết số ấy, số bao nhiêu Lý Tự Trọng, nhưng mà trên báo chí thì nó viết rằng là 30 gì đó, vân vân vân. Đấy, khá là như vậy. Đấy, mình không quan tâm lắm đâu, nhưng mình biết bây giờ nó nằm ở ngay đầu cái ngã ba, ngay đầu ngã ba nha, nếu mà có ngay đầu ngã ba Trần Bình Trọng chứ, mình xin lỗi các bạn, cứ lúc suốt ngày cứ nói nhầm tên Trần Bình Trọng chứ đúng không? Lý Tự Trọng ở đâu không biết, lấy ở đâu ra. Đấy là gọi là trụ sở phía Bắc. Thì có một cái là 47 Phạm Văn Đồng này. Ở Trần Bình Trọng. Bây giờ mình thì thấy nó nằm ở ngã ba. Cái trụ sở đó nằm ở cái ngã ba, gọi là ngã ba Trần Nhân Tông với cả Trần Bình Trọng. Đấy là cái vậy nhá. Thì mình nói quý vị biết là như vậy. Còn trụ sở phía Nam nó nằm ở trên đường Nguyễn Trãi, đầu số 2, mình không nhớ nó là bao nhiêu. Cái vậy, chỉ nhớ dạo này nói chung là lớn tuổi rồi nó hơi kém, nhưng mà chắc chắn nó nằm trên đường Nguyễn Trãi. Đấy. Thì đây là con đường Phạm Văn Đồng. Con đường Phạm Văn Đồng này thì nó có nhiều cái lắm, nó có nhiều cái là để chúng ta đáng nhớ. Tại vì chính bản thân nó là cũng có một cổng của Trường Đại học Quốc gia, Trường Đại học Ngoại ngữ ấy, trực thuộc Trường Đại học Quốc gia. Đấy. Thì nó đang nằm trên con đường này. Và đặc biệt nó có một cái công trình đấy là công trình Khoa Pháp, xây bao năm này rồi, các bạn nhìn trên kia. Đấy, trên cái chỗ hàng rào ấy, các bạn biết là xây bao năm rồi, từ hồi mình còn bé lắm. Tại vì khi mà nó khai trương cái công trình Khoa Pháp này này, là chính bản thân mình là vào đấy học mà. Mình học tiếng Pháp, nhưng hồi trẻ con quá, 5-6 tuổi thì mình chả nhớ gì cả, hay là 7 tuổi. Thế thành ra là mình không nhớ. Đấy, có nghĩa là có một mặt của đó thì là của trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, của trực thuộc Đại học Quốc gia. Và thưa các bạn, đây
nó có thêm một cái trường nữa bên tay trái của chúng ta đây. Có cái viện, đây là viện nhé. Xong đã đến đây là một cái trường. Ở đây nó có viện, cái viện cơ khí. Cái viện cơ khí. Cái viện cơ khí này thì ngày xưa là bọn mình gọi là viện điện máy đấy. Đấy. Gọi là nó ghi rất chính xác ở đằng trên kia. Thì quý vị cứ xem. Nó gọi là viện nghiên cứu cơ khí đấy. Đấy, đọc chính xác tên đấy. Viện nghiên cứu đấy, thì đối diện kia các bạn nhìn thấy trường cao đẳng thương mại và du lịch Hà Nội đấy. Nói chung là ở Mai Dịch thì rất là nhiều những cái trường, ở đầu mạn Mai Dịch rất là nhiều những cái trường học đấy. Đây, Bộ Công Thương, Viện Nghiên cứu Cơ khí đấy. Địa chỉ số 4 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Và ngay tiếp đến nó ấy, là trường cao đẳng thương mại và du lịch. Ngày xưa đây là trường trung cấp du lịch đấy. Trường trung cấp du lịch đấy. Bây giờ nó trường cao đẳng nhá đấy. Đấy, các bạn nào mà học du lịch, muốn học chứng chỉ nghề bằng cấp thì vào đây học, đăng ký ở đây. Và đặc biệt bên kia ở đây, chính xác luôn này. Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Ngoại ngữ và công trình Hợp Pháp. Đặc biệt là con đường Phạm Văn Đồng này thì nó là con đường vành đai 3 luôn. Và con đường vành đai 3 thì các bạn biết rằng nó có cái đường hai, đường hai tầng, chỉ tầng 2, tầng trên chỉ dành cho ô tô thôi. Rất là nổi tiếng bao năm nay rồi, đúng không? Rất là nổi tiếng bao năm nay rồi. Đấy. Và thưa các bạn, cổng chính đây, trường cao đẳng thương mại và du lịch Hà Nội. Nhưng mà cổng này thường suốt suốt đóng cửa. Đấy, chỉ có cho lãnh đạo vào thôi. Đấy. Nói chung là con đường này thì có vỉa hè đẹp, nhưng mà chất lượng thi công thì cũng như bao nơi khác thôi, quý vị đấy. Mình thì mình cũng đi sự thực luôn, chả ngại cái gì cả. Đấy. Và hiện tượng của chính quyền địa phương mắt nhắm mắt mở cho người nghèo kiếm tiền. Nhưng thực ra cứ nói là người nghèo thôi, nhưng mà thưa các bạn, các bà, các bác mà bán đây, cấm để xe bán hàng trước cổng trường. Trước cổng trường đây chắc là ở cái đường này thôi, nhưng còn trước hàng rào trường vẫn ok. Nói chung là cũng mắt nhắm mắt mở thôi, nói chung là ai làm được thì kiếm tiền thôi. Và cũng là tạo thu nhập thêm cho những người quản lý. Đấy, nhưng mà mình vẫn nói một câu rồi, mình thì không bao giờ mình này riêng Dương Béo về những cái gì mà liên quan đến chuyện đó, Dương Béo lại không bao giờ Dương Béo đánh giá, hay Dương Béo thấy đấy là cái tội. Mà Dương Béo chỉ khuyên rằng, mong rằng nhé, mong rằng nhà nước, chính quyền và bên trật tự hay là bên công an chẳng hạn, có những cái đóng góp đề xuất làm sao mà có những vỉa hè rộng này này để thu phí những người ta kinh doanh ở trên vỉa hè. Nếu người ta kinh doanh vỉa hè tốt ấy, thì người ta đóng thuế mà. Và thứ hai là có cái phí gì rất là tốt, phí đấy tốt để làm gì, để phục vụ lại công tác gọi là bảo trì bảo dưỡng hay là tăng cái thu nhập cho anh em. Bây giờ lương thì các bạn biết rằng là lương ở Việt Nam nó vẫn còn mặt bằng chung vẫn là rất là thấp, mà đời sống thì vật chất chi phí rất là cao, nhất là thành phố đấy. Cho nên là những cái đấy chúng ta phải nhìn vào sự thực, chúng ta không được đánh giá theo kiểu chủ quan. Vì bất kỳ làm nghề gì, bất kỳ chế độ nào cũng đều phải là mưu sinh, cơm áo gạo tiền cả đấy. Dân có giàu nước với mặn, nhưng mà đừng và đưa ra quy định cụ thể, chứ chúng ta không đưa quy định cụ thể khó lắm đấy. Quy định cụ thể làm sao để mà vừa bảo vệ môi trường, vừa bảo vệ xanh sạch đẹp, hay là bảo vệ những cái gì liên quan đến tất cả đây. Và đây là The Line này, số 9 Phạm Văn Đồng này. Đây là một cái chung cư rất là cao. Chung cư này có cả văn phòng cho thuê, có cả, người ta bảo có gì nhỉ, có cả trung tâm siêu thị kìa, Aeon nè. Đấy. Nói chung là nó không phải là to, nhưng mà nó là vừa đủ. Đấy. Và ở đây nó rất là đẹp, rất là cao cấp. Đấy. Thì đấy, một đoạn đầu thì các bạn thấy rằng là toàn là trụ sở, các tòa nhà. Và đây là ngã ba Doãn Kí Thiện với cả Phạm Văn Đồng. Đấy. Còn bên tay trái của Dương ấy, các bạn thấy không, là trường phổ thông dân lập Heckman Gmeiler, trường tiểu học, trung học cơ sở. Địa chỉ số 2. Thực ra những cái trường này cũng rất có lợi.
Theo cái tuyển sinh của nhà nước Việt Nam của chúng ta ấy, thì các bạn biết rằng là phải hộ khẩu có thứ đúng không? Thì mới vào những cái trường mà gọi là công lập, địa phương, giá thành hợp lý. Thế nhưng mà những cái nhiều bạn thì bạn ấy lên thành phố ấy, bạn ấy sinh sống làm việc, bạn học tập và bạn có con cái ở đây thì cái không có những trường dân lập này thì rất là khó, rất khó để mà cho con em vào học. Đặc biệt cái hiện tượng bây giờ di chuyển ở thành phố Hà Nội mình thì các bạn biết rằng là rất là khó trong giờ cao điểm, hiện tượng tắc đường các thứ vân vân vân. Thì đưa con đi học xong lại về đi làm thì mình khẳng định quý vị là không đạt. Thế thành ra bây giờ là nhiều trường như này rất là tốt. Thứ hai, trường này là chuyên phục vụ cho những trẻ mồ côi của Heckman, của Mahler ấy, là của ông đấy người Đức. Ông ấy lập ra trại trẻ SOS ấy. Và cái trại trẻ SOS là luôn nuôi dưỡng những trẻ em mồ côi. Và trường này là cũng dành cho những người đó được học miễn phí. Và cộng thêm nữa là những người liên quan đến vấn đề gọi là vào để học, nói chung là tất cả các nhu cầu, chi phí đắt hơn ở ngoài. Và cái tiêu chuẩn nhà cửa thì rất là hiện đại, có thể nói là rất là hiện đại, tại vì nó được tiêu chuẩn của nước ngoài mà. Thế trường nó cũng rất là ok, nói chung là rất là ấm, xây dựng rất là đẹp để cái như vậy. Đấy này, trường này là trường phổ thông Heckman của Mahler Hà Nội đấy, đấy dân lập đấy, quý vị thấy ngày xưa mình cho con trai mình học đây đấy, học cấp 1 đấy. Chi phí nó đắt hơn ở các trường công lập một tí, nhưng mà nó có đầy đủ cơ sở vật chất hạ tầng, mà thứ hai là điều kiện học tập rất là tốt đấy. Thì quý vị thấy đây là một cái vỉa hè, nhưng quý vị thấy có phí á, cái vỉa hè này phí á, đúng không? Xe máy là người ta cũng đi lên thôi, hay là ở góc kia, trong khi đó cái đường quành rất là xa, đáng nhẽ chỗ này chúng ta làm một cái len, vỉa hè vẫn làm nhưng làm một cái len nó rộng quá, làm một cái len bê tông áp phan ấy mà để được ô tô này, cho người dân để được ô tô này, tạm thời bây giờ trong cái tiến trình thói quen của người dân Việt Nam, đặc biệt là các thành phố lớn, trong đó có Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì quý vị biết rằng là mọi người vẫn quen cái thói quen xe máy, đi đâu ra nhà đi xe máy, còn đi bộ là không một thói quen. Cho nên các bạn thấy vắng á, đấy mình đi bộ để cho các bạn thấy là vỉa hè rất là vắng, cho nên cái chức năng mà để dành cho người đi bộ là ở Việt Nam hiện tại bây giờ là lý thuyết nhiều hơn. Cho nên các nhà lãnh đạo mình Việt Nam phải hiểu điều đó, và chúng ta phải tìm ra một biện pháp nào đó nó hợp lý mà tránh thất thoát tài sản công. Đấy, ví dụ là xe ô tô ta đỗ hay là xe máy đi lên nó sẽ gây ra hỏng hóc, đặc biệt những lúc tắc đường ấy. Đấy, thì bây giờ mình phải làm nào cái chất lượng công trình thì chắc chắn là cũng toi rồi, bình thường ô tô đỗ lên chả sao đâu nếu mà làm đúng chất lượng công trình. Đấy, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ chúng ta là đã xảy ra những hiện tượng đấy rồi, chúng ta phải chấp nhận một điều. Đấy, chúng ta phải chấp nhận một điều là chúng ta nghĩ ấy. Đấy, thế bao giờ người dân người ta thói quen thì kể cả bê tông áp phan vẫn đi bộ được cơ mà, đúng không? Sửa chữa dễ, vỡ hỏng hết đấy. Mình đi trên vỉa hè mình sẽ cho các bạn xem nó hỏng hết, hỏng hết sạch. Đấy, hỏng một cách thật sự là nhiều nơi gọi là phải sửa chữa rồi. Đó là hiện tượng đấy. Thế cho nên là đấy là những thứ mà chúng ta phải sửa đổi. Nếu chúng ta không sửa đổi là chúng ta toi đấy. Cái chuyện đấy chuyện bình thường. Đừng làm theo cái kiểu mà lợi ích nhóm. Có nghĩa là những nhà sản xuất hay những cái này bây giờ, những nhà máy vẫn phải là sản xuất ra, vẫn phải là cần để tồn tại. Nhưng mà lợi ích nhóm nó không được, nó không lợi cho dân. Ở trên đường Phạm Văn Đồng này, ở số 61 Phạm Văn Đồng, có quả bún chả bánh đa cá, bún cá đây. Bánh nó tên là bún chả mây. Đây là ông anh họ tôi, con nhà bác ruột tôi đấy. Hôm nay tôi đang đi quay phố thì tôi từng con phố một. Chào em. Đây là phụ huynh của ông con học cùng. Đấy. Ui giời ơi, cái này người ta làm gì biết không, người ta đang làm về phố xa. Cái đẹp mà, đang giới thiệu cái đẹp mà. Em cũng làm phố xa. Ờ, chứ không nói chính trị mình không. Ở đây bà chị dâu tôi. Tôi đang làm một cái video liên quan đến Phạm Văn Đồng. À đấy,
ở ngay đầu gọi là khu Mai Dịch ngõ 59 này, đi quá tí 62. Đấy. Là có hai, là có đây, có ông này. Hôm nọ tôi thấy, hôm nọ tôi nghe ở trên không gian mạng là có bảo rằng là bún chả chan. Thế là bảo rằng là ở đấy bán đông khách, nhưng mà nếu mà ai có gì qua Phạm Đồng ăn bún chả chan không ngon, không lấy tiền. Bát Dương Béo, cứ bảo là bát Dương Béo mà vào đây ăn mà bảo không, chỉ nói từ không ngon không lấy tiền, Dương Béo giả thiệt hết. Đấy. Ok, đi đây. Đấy. Đây nữa, đây là một ông quen biết này, sửa chữa xe máy nổi tiếng nhất Phạm Văn Đồng đây. Chào cái nào. Đấy. 106 Phạm Văn Đồng nhất, sửa chữa xe máy này. Đang đi quay phố, quay phố Phạm Văn Đồng, đi bộ quay thôi. Giới thiệu. Đấy, tiếp tục đi đây. Đấy. Ở đây thì đoạn đầu này thì nhiều người. Đây. Cái nhà cho thuê bia, đây là nhà bà bác. Nhà bên cạnh nhà bà bác, chị ruột của ông già. Và đây cái Alida sofa này cũng là của em ruột bà già. Đấy, em ruột bà già. Đấy, ai mà thuê văn phòng thì ra đây nhá, thuê nhà thuê cửa. Nói chung là từ khi nó mở đường thì ở đây bây giờ là nhiều dịch vụ. Ngày xưa con đường Phạm Văn Đồng nó nhỏ lắm, mình kể chuyện với các bạn, con đường Phạm Văn Đồng ngày xưa nó là gọi là đường cao tốc ấy, được đặt tên là đường cao tốc. Nó là một trong đường cao tốc đầu tiên của thành phố Hà Nội, hai làn. Sau khi cầu Thăng Long mà hoàn thành thì nó cũng hoàn thành đấy, để mà lối cầu Thăng Long về đến ngã ba mà vừa rồi chúng ta đứng ấy, ngã ba cầu vượt ấy, và rẽ trái là lâm vào trung tâm ấy, nó gọi là đường cao tốc Thăng Long. Và hồi nó mới hoàn thành con đường này, nuôi bọn mình trẻ con mà, bọn mình sáng nào cũng chạy bộ đi con đường này, đi lên trên chân cầu Thăng Long rồi đi về. Và thưa các bạn, thời đấy đường bằng tạnh, xe máy hiếm mà ô tô thì cực hiếm, cho nên là đường rất là đẹp. Và nó cao hơn cả tất cả các nhà, là cao hơn tất cả các nhà xung quanh. Và nó có một khoảng cách đúng đến bây giờ luôn, gọi là người ta đã quy hoạch từ ngày xưa nó rộng như này rồi, nhưng mà cũng do lấn chiếm, do quản lý đất đai của cán bộ địa phương ấy, thế là đến lúc mà giải phóng mặt bằng thì nhiều nhà lấy cái đất nông nghiệp ra họ làm thành những cái nơi gọi là cư ngụ tạm thời đấy, hay kinh doanh tạm thời cho thuê, thành ra cứ cãi nhau mà luật mình sửa đổi. Đây này các bạn nhìn này, từ trong ngõ ra đi dốc lên đấy, có nghĩa là ngày xưa nó rất cao đấy, nó gọi là đường cao tốc mà nó phải làm cao hơn như bây giờ các đường cao tốc các bạn đi đấy. Thì đấy là do mình ở đây thì mình biết, thì mình nói chuyện với các bạn. Thì đội đi qua bên tay phải kia nó nhiều, tí nữa mình quay lại mình đi bên tay phải mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Ở bên đấy nó cũng có cả những cái đoàn về bao nhiêu của Bộ Ngoại giao đấy, đoàn xe và chung cư Bắc Hà đấy. Và có một cái ngõ ngay cái chung cư Bắc Hà này ở bên kia kìa, cái ngõ này nó gần cái chung cư Bắc Hà này, và nó có một cái showroom ô tô ấy. Đấy, đâm thẳng vào đấy là nhà máy in tiền nhá, cả khu tập thể in tiền của nhà nước Việt Nam chúng ta đấy. Đấy, và ở đây nó là Honda, thì tất cả ở đây nó là thế. Nhưng ở đây mình thấy một cái rất là đẹp, một cái đường ở giữa đây này, đấy là trồng cây. Và đây mình vẫn phải nói rằng mỗi khi trồng cây là chúng ta luôn luôn phải nhớ đến chủ tịch cũ của chúng ta là anh Trung. Mình nói thật với các bạn, không hiểu sao mình rất đặt nhiều tình cảm cho anh Trung. Tại đối với mình hay yêu thiên nhiên và môi trường mà. Cho nên những cái sai phạm của anh liên quan đến môi trường ấy, và số tiền như vậy ABC ấy, thì mình đối với mình thì anh đã phải chịu rồi. Nhưng mà những cái làm được trong môi trường, kể cả cây cối này thôi các bạn, nó quá tơi đỉnh. Ngày xưa Hà Nội mình thì những cái cây này là họ trồng lạ lắm các bạn ạ. Họ trồng thì nhỏ tí á, lạ kinh khủng luôn. Nói chung là 20 năm mới to được như này. Nhưng bây giờ thì những cái quy chuẩn đó đã được làm lại, và đặc biệt là tiền không thất thoát. Các bạn ngày xưa khi dự toán thì họ làm những cái liên quan đến môi trường ấy, thì quý vị biết rằng là trồng cây thì họ là bây giờ họ nói sai to, nhưng thực tế họ làm sai rất là nhỏ. Thì mình quay từ từ vào thì để mình nói chuyện cho các bạn nhìn thấy mình vẫn đang nói chuyện, chứ không phải là mình về mình ghi âm lại hay là mình gọi là thu âm. Thì thưa các bạn đây,
mình vẫn đang thực tế đây, làm vlog thực tế tất cả các thứ. Đây là đây có người Việt Thành các thứ này, ABC. Nói chung ở đây là nhiều người biết mình, thành ra là đi đâu cũng phải cười tí. Đấy, tại vì nó là làng xã nhà mình mà. Mà mình nói thật là nếu mà gốc thì nhà mình ở chỗ ở mạng này. Và thưa các bạn, đến đây là sắp sửa là chúng ta đến một nơi. Đấy, mai sau là khi mà người ta lấy đất ấy. Khi người ta lấy đất thì người ta sẽ lấy hết. Và ta làm con đường gọi là đường Hoàng Công Diệt kéo dài. Đấy, và đâm thẳng lên phía mặt phía Tây. Và như hôm nọ mình nói đấy, Bộ Công an người ta cũng lấy một khoảng đất để là xây trung tâm dữ liệu quốc gia của Bộ Công an. Mình biết rằng là đi trên đường này nói thì rất là to, và thứ hai là rất là ồn ào. Về mình biết là các bạn nghe khó chịu, nhưng mà đấy là thực tế, âm thanh thực tế. Đấy, tất cả những cái nhà đây này, đấy, các bạn thấy không, những cái nhà đây này, theo cái tay mình chỉ đây thì thưa các bạn, nó ngày xưa nó là đất nông nghiệp ấy. Nhưng mà mọi người sau khi làm đường thì mọi người cứ làm lên cho thuê và cũng được đền bù rồi. Ngày xưa có một dự án của Lã Kỵ Ngưu Anh ấy, có nhà đền bù, nhà không đền bù nhá, mình nói rõ chính xác đấy. Và giờ phút này ông là bà Lã Thị Ngưu Anh thì bà ấy đổi đất lên cơ sở hạ tầng, bà bị bắt bố ấy. Thế thành ra giữ đấy chứ cái quy hoạch nó là xông vào trong. Cho nên tất cả những cái người ta lấy đất đây người ta sẽ làm gì, và sau đấy là chuyển lãm nông nghiệp. Quý vị ạ, đây, quý vị biết là tắc đường thì mọi người đi lên trên vỉa hè đúng không? Đấy, mình cho các bạn xem luôn. Và cái độ hỏng của vỉa hè là do là như này đây. Nhưng mà thưa các bạn, đây là cái không thông minh mà không thực tế. Người đi bộ đấy, từ nãy mình đi có vài người, một mình có vài người dọc thanh thang. Và mọi người thì sử dụng vỉa hè để kinh doanh. Thế tại sao không làm luôn bê tông hóa phan đi? Những lúc này có thể là mình sẽ buổi sáng mấy giờ là cho xe máy đi ở trong này, đúng không? Nó vừa giải quyết với bài toán các đường mà chi phí nó ngang bằng. Đấy, trong khi đó đây cứ sửa chữa liên tục, tốn tiền vỡ hỏng. Đấy là cái mình nói thật với các bạn ấy, là tầm nhìn lãnh đạo này. Không nhạy bén, không dám đề xuất. Đấy, giống quan trọng bảo rồi, nếu mà không dám làm thì tao nghỉ đi đến thì. Còn nếu mà không dám làm mà không dám nghỉ thì chỉ có vì vụ lợi thôi, đúng không? Nhiều người bảo Dương mày nói thì hay, làm bây giờ. Và đúng, Dương trong chức vụ đó Dương làm được. Nhưng đấy mình đang nói trên không gian mạng, mình đang nói những giải pháp thì mình phải nói ra được. Còn bản thân mình làm được hay là các anh làm được hay là lãnh đạo làm được thì đó là do năng lực thôi. Mình thì, nhưng mình vẫn phải nói ra thôi. Đấy, hỏng hết rồi đấy, các bạn thấy không? Hỏng hết. Tiền đâu? Hỏng hết rồi, thế thôi. Việc ai người ấy làm, việc ai người ấy làm. Việc hỏng là hỏng. Thì thưa các bạn, thì cái chương trình phố phường của mình thì vẫn thế này thôi, vẫn cứ hoạt động. Mình sẽ đặt đầu đề đó là một series phố phường Hà Nội. Thì ai ở xa muốn nhìn cái hiện trạng thực tế của Hà Nội như thế nào thì sẽ hàng ngày mình sẽ cập nhật. Mình không phải là đưa cái đẹp, không phải đưa những giải pháp quy hoạch, mà mình cuộc sống thực tế di chuyển. Đấy, thì đấy, các bạn thấy một buổi sáng gần Bộ Công an. Đấy, bây giờ sẽ lấy hết đây, đất sẽ đền bù. Đấy, quý vị thấy không, đông không? Đấy, tiếng còi inh ỏi. Và thưa các bạn, nhân tiện đi thì trong những cái video dài này thì mình sẽ cắt ra những video nhỏ, mà đến đoạn nào mà đến cái trụ sở mà nhiều người không biết ấy, hoặc là mọi người quan tâm, đặc biệt liên quan đến những cái gì liên quan đến Bộ Công an hay Bộ Quốc phòng ấy, thì mình sẽ nói sâu hơn cho quý vị. Và đó là những bí mật. Tại sao Dương Béo dám nói là bí mật? Vì nhiều người không biết. Đấy, có thể các bạn chỉ đọc địa chỉ thôi, nhưng mà các bạn không biết cụ thể nó như thế nào, hình dáng nó như thế nào, hoặc là tình hình hiện tại nó như thế nào. Đấy, thì đây là một thực tế. Vỉa hè dành cho xe máy đi lên thôi, mà suốt ngày làm hỏng. Thì quý vị phải biết rằng là rất là tốn tiền nhà nước. Hay làm bê tông áp phan ấy, nó vừa giải quyết hết tất cả bài toán. Đấy, quý vị thấy không?
đừng nói là ý thức nhá, tại vì cơ sở hạ tầng của chúng ta bây giờ liên quan đến giao thông nó không phát triển kịp so với thời đại. Đấy thì đây mình, các bạn hình dung đây, mình đang đi trên cái gọi là trục đường này, mình nhìn thấy có những người quen của mình, đấy, ông đang đứng thì mình công an thì mình phải trật tự. Thì thưa các bạn, đây là trụ sở. Đấy, đây là trụ sở nhá. Đây là trụ sở của Bộ Công an, 47 Phạm Văn Đồng. Thì các bạn biết rồi đấy. Ở đây tuy rằng nếu mà trong trụ sở Bộ Công an ấy mới cả một phần. Đấy, bây giờ người ta thắt à. Mọi người vừa chỗ thành chỗ để xe rồi. Đấy, đây là thành chỗ để xe nhá. Đấy. Thì mọi người phải nhớ rằng là đây là trụ sở, nhưng mà các bác sếp lớn không làm việc ở đây. Các sếp lớn đang làm việc ở trên Trần Bình Trọng, ngày xưa ở Yên Kiêu. Các sếp lớn hiện tại bây giờ thì đang như thế nào, đang có những ai thì mình giới thiệu cho các bạn về bộ máy của chính quyền. Nhưng trước khi thì gặp có ông anh, ông rất là tốt tính. Ông cũng làm trong công an, nhưng mà công an phường Mai Dịch, liên quan đến trật tự, làm bao năm rồi, nhưng liên quan đến hành trình đủ để quay phim chứ. Anh, em đi em quay đường. Em đi em quay đường. Nói chuyện, anh lại phải đứng đây à? Hôm nay lúc nào mới chạy là họp à? Em tưởng nó chuyển bên kia ở 30 trường trọng. Đâu, họp ở đây. À họp, vâng. Em đi đây. Thì ở đây là cái trụ sở. Thì tất cả những cái hôm nay đấy thì các bậc sếp đang đi họp. Về đây đang đi họp. Đấy. Quý vị nhớ là các sếp đang đi họp. Đấy. Nhưng thực ra thì có chỗ nếu mà họp hành thì họ cũng họp ở đây, tại vì ở đây là rất là rộng. Đấy. 80B về rất là nhiều. Thì họp là họp cuối năm chẳng hạn, hay là những cái khi mà chuyển đổi. Quý vị mới nhớ là khi mà chuyển đổi cái vị trí hoạt động. Cái nơi mà gọi là hoạt động về ngành ấy, thì mọi người hãy nhớ rằng là có cả các đồng chí lãnh đạo, nhưng không phải tất cả nhé, không phải tất cả, quý vị nhớ là không phải tất cả. Đấy, thì hôm nay mình nói chuyện với các bạn là như sau. Nếu mà nói về Bộ Công an bây giờ ấy, thì cái bí mật của Bộ Công an ấy thì các anh phải biết rằng là bây giờ Bộ trưởng là đồng chí Tô Lâm, là đại tướng. Đồng chí Tô Lâm thì quê ở Văn Giang, Hưng Yên. Đồng chí Tô Lâm thì sinh năm 1957. Đấy, đại tướng Tô Lâm. Đấy. Xong đến một đồng chí nữa. Đấy, em của đồng chí Trần Đại Quang. Là đồng chí Tỏ, thượng tướng Tỏ. Đấy, là thứ trưởng. Đấy, hiện tại bây giờ quê ở Linh Bình thì ai biết rồi. Nếu ai quan tâm đến vận mệnh đất nước, quan tâm đến thịnh tình của đất nước thì biết quê hương của cố đại tướng Trần Đại Quang, và cũng là chủ tịch nước của Việt Nam, cố chủ tịch nước ấy. Người thứ ba là Lương Tam Quan. Thì ông Lương Tam Quan thì ông Tỏ thì mình không nhầm là sinh năm 1962, còn bác Lương Tam Quan thì sinh năm 1965, nếu không nhầm, 65, nếu không nhầm nhá. Đôi khi mình những cái thông số có thể là mình không nắm bắt được. Đấy. Và thượng tướng cái gì, và đặc biệt nữa là một anh tên là Ngọc. Anh Ngọc đấy thì bây giờ trung tướng, cũng là thứ trưởng. Thì anh Ngọc hiện tại, ông Ngọc sinh năm 1964. Đấy, đại khái sinh năm 1964. Thì đã từ đó có Tổ này, Quang này, và Ngọc là ba rồi đúng không? Ba người nữa. Một người nữa thì sinh năm 1000 mới thì một ông tên là Quân, một ông Long, một ông sinh năm 1974, một ông 73, 72 đấy, đại khái đấy, rất là trẻ. Nói chung là các anh ấy rất là trẻ, thiếu tướng thôi. Một người thì quê. Tiếp tục thì các bạn biết rằng là trên cái trục đường Phạm Văn Đồng này nó có một khu đô thị rất là đẹp. Khu đô thị đấy gọi là khu đô thị
thành phố giao lưu. Và nó sẽ có cả đường nội bộ đó đây. Cái đường nội bộ đây giờ sẽ ra ngoài mặt đường kia là đường Phạm Văn Đồng à. Và nó có những cái tòa nhà chung quanh nó rất là đẹp kia. Các bạn nhìn nhé. Tòa nhà Nít Vsauce gì đấy. Cái tòa nhà đấy là nếu mà các bạn biết là các bạn đâm thẳng vào phát là khu đô thị Nam Cường. Và đây thì lúc bộ công an mình vừa nói xong. Còn cái khu kia ấy, cái khu mà Glass Simco ấy, thì nó có là An Bình City đấy. Thì đây nó có quả Mazda. Đây là gọi Taco ấy. Taco sẽ có Mazda, có ABC, có Kia luôn, có Bro luôn. Ở trong cùng một cái khu service là khu phục vụ này. Đấy các bạn thấy không, cái chữ Kia kìa. Đấy và ở đây rất là đẹp nhá. Thì đây nó gọi là Taco Auto Phạm Văn Đồng. Đấy quý vị thấy không. Các bạn mua xe Mazda này. Các bạn mua xe Mazda đây thì các bạn đến đây. Các bạn mua xe Bro thì các bạn đến đây. Các bạn mua xe ABC nào đến đây đều có hết Kia. Thì đây nó gọi là Taco Phạm Văn Đồng. Đấy Taco Phạm Văn Đồng gọi là Taco Auto. Đấy. Và kia là cái Green City kìa. Kia kìa. Đấy, Green Star. Đấy quý vị thấy không? Nó là Green Star. Thì tất cả ở đây thì nó trở thành một cái khu đô thị rất là đẹp. Thì cái khu kia đấy, cái khu đấy nó có những cái gọi là siêu thị ở dưới lòng đất. Đấy, nó có những cái siêu thị ở dưới lòng đất. Đấy. Thì nếu mà chúng ta mà đi đâu nhỉ? Chúng ta mà đi đến đây, đến đường Phạm Văn Đồng, đến Mai Dịch nha. Thì đây là không còn Mai Dịch nữa rồi. Nhiều người phải nhớ rằng là Mai Dịch đến đúng bộ công an nha. 47 Phạm Văn Đồng nó thuộc thuộc Mai Dịch. Nhưng từ bộ công an, cái đường bên cạnh, bên tay phải của bộ công an ấy, nếu mà nhìn từ phía đường Phạm Văn Đồng vào ấy, mà hắt về đây thì nó là trực thuộc Cổ Nhuế nhá. Đấy, nó trực thuộc thành phố giao lưu. Đây này, nó ghi rất rõ này quý vị thấy không? Nó ghi là thành phố giao lưu khu đô thị này. Đấy, đường số 11, đường số mấy ấy, là thành phố giao lưu nhá. Thì mình hôm nay mình sẽ đi cho các bạn hết cái chỗ thành phố giao lưu này. Và mình sẽ đến một cái nơi nữa. Cái nơi nữa các bạn biết gì không? Nó là một trong những cái siêu thị thứ hai đầu tiên to nhất tại Hà Nội. Đấy, ngày xưa nó gọi là Metro Supermarket. Mà nơi đấy toàn buôn cho các nhà gọi là kinh doanh thôi. Đấy. Và đầu trên kia là Big C. Nếu ở giữa Mai Dịch ấy, quý vị mà có ô tô ấy, thì quý vị rất tiện lợi về hai cái đại siêu thị ở Big C. Big C cách có 2,5 cây. Và cái chỗ này cách có khoảng tầm hơn cây số, cây 3, cây rưỡi thôi. Thì tóm lại là Mai Dịch nó như nó là cái rốn của gọi các trường đại học ở mạn phía tây của thành phố. Đấy, quý vị nhớ điều như vậy nhá, đấy là Mai Dịch. Và đặc biệt có rất nhiều trụ sở liên quan đến ngành công an ở đó. Ví dụ như trụ sở phía bắc của Bộ Công an, 47 Phạm Văn Đồng, Đồng này, An Ninh TV này cũng ở Mai Dịch này. Bệnh viện 19 tháng 8 chuyên phục vụ ngành công an cũng ở Trần Bình, phố Trần Bình Mai Dịch này. Nói chung là nó rất nhiều những cơ quan liên quan đến gọi là ngành công an. Và cũng đặc biệt liên quan đến ngành tư tưởng của Bộ Quốc phòng, đó Tổng cục Chính trị. Các bạn nhớ là khu tập thể Tổng cục Chính trị là nó nằm ở trên đường, nó nằm ở khu ở Mai Dịch nhá. Và rất nhiều các vị tướng tá trong ngành như ngành gọi là Tổng cục Chính trị là ở khu vực đó. Nói chung là Mai Dịch thì nếu nói về những cái ngành liên quan đến ngành lực lượng vũ trang thì cũng rất là nhiều cái gọi là chúng ta đáng nói chuyện. Ví dụ Vincom Plaza đây thì quý vị thấy không? Đấy, nó ở dưới lòng đất luôn nhá. Đấy. Các bạn đi thì các bạn sẽ thấy. Đây là cái quan trọng lớn nhất là hiện tại bây giờ ấy, cái sự quản lý của các khu đô thị này thì nếu mà ai là người giỏi, quản lý giỏi thì khu đô thị luôn luôn đẹp. Đấy, kể cả chỗ gửi xe ABC, nhưng mà nếu mà những cái ban quản lý nó không tốt ấy, nó sẽ làm cho cái bộ mặt đô thị rất là xấu. Nhưng mà ở đây cũng là trở thành, ở đây là một trọng nơi làm rất là tốt. Dương Béo khẳng định là làm rất là tốt. Đấy. Mình thì rất thích những cái gì mà mới và được quản lý tốt để làm sao để gìn giữ. Sau này đỡ phải sửa chữa thì tiền bạc nó đỡ lãng phí. Tại vì nhiều người cứ nói rằng là Việt Nam mình phát triển đấy. Thì mình sẽ có những cái phim hài ngắn ngắn thôi, nói về cái sự so sánh giữa Việt Nam với cả các nước tư bản nơi Dương đã từng sống, từng học tập và từng ở lâu dài ấy, chứ không phải đi du lịch nhá. Du lịch thì nhiều lắm, gọi là cảm nhận luôn đấy. Ví dụ như Úc, Singapore hay là Trung Quốc chẳng hạn,
để cho quý vị thấy rằng là chúng ta cần phải phấn đấu rất là nhiều. Chúng ta mới chỉ là phát triển một cái, những cái khu đô thị nó nhỏ lắm so với cái sự quy mô và sự phát triển của họ. Đấy. Nhưng mà đó, chúng ta phải biết gìn giữ chứ không lại phát triển ở cái khác lại hỏng bố mất rồi thì chết. Thì đại khái là như vậy. Nói chung là lúc ấy mình vừa nói về Mai Dịch đấy, thì có nghĩa trang Mai Dịch nữa, là của các lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước thì cũng hay cũng chưa hay chôn đấy, nhưng mà về sau này thì họ hay về quê nhà. Thì còn lại ở đấy lưu ấn như ở Tổng Bí thư Lê Duẩn này, nhiều lắm. Những người hay là Nguyễn Chí Thanh này chẳng hạn. Nói chung toàn những người ngày xưa thì toàn phải chôn đấy thôi, không có quê nhà với nhiêu đâu. Ở trong miền Nam ấy thì là những người gọi là nhỏ hơn, và về sau này thì bị thủ tướng các thứ, khi mà quê nhà ta về quê ấy, thì người ta chôn trong đấy. Đấy, thì còn nhưng mà ngoài này là nghĩa trang của Trung ương. Nói chung là nhiều cái liên quan đến, hay là học viện cao cấp của bộ đội biên phòng, nhưng mà đấy là mới chỉ là học viện thôi, còn tổng cục chính trị nó còn to hơn cơ mà. Đấy, nó tư tưởng của quân đội đấy, hay là bộ công an. Thế thôi, chúng ta Dương nói thế thôi. Và đây thưa quý vị, ngày xưa đây nó gọi là một cái đại siêu thị. Đại siêu thị này ngày xưa gọi là metro, nơi bán buôn cho tất cả các người làm mà muốn kinh doanh ấy, phải có thẻ, có giấy đăng ký kinh doanh mới vào đây làm thẻ được, mới mua được. Nhưng bây giờ đã bán lại cho một trong những cái thương hiệu của Thái Lan, và giờ phút này là các bạn cứ vào đây mua thoải mái. Nói chung là nhiều thứ lắm. Đấy. Nó giống như nước ngoài thôi, nhưng ở trong này là không cho quay phim chụp ảnh, nên mình không vào quay phim được cho bạn. Đây, mình đang đi rồi. Mình sẽ cắt cái đoạn đường này, mình đi vào khu đô thị này và nói chuyện tiếp với các bạn. Và đây gọi là thành phố giao lưu. Đấy, cái thành phố giao lưu thì rất là ok. Có thể nói với các bạn là thật sự là rất là ok. Nói chung là tuy không thể bằng được những cái khu đô thị mới của các tập đoàn nước ngoài mà làm rất tốt tại Việt Nam như Ecopark hay Vingroup, nhưng mà nó cũng là một trong những nơi mà có thể nói đáng sống. Có nghĩa là gần trung tâm, được cái là gần trung tâm này. Thứ hai là có hồ nước rất là rộng. Thứ ba, cơ sở hạ tầng rất là tốt. Thứ tư là bạn ở đây bạn đi đâu cũng được. Bạn đi về mạn phía Nam lên một phát vành đai trên cao đâm thẳng về phía Nam. Bạn đi Lạng Sơn cũng thế, bạn đi Tây Bắc cũng thế. Nói chung là rất là tiện lợi. Nếu mà khu đô thị mới, cực kỳ tiện lợi luôn. Nói chung là nó cũng tiện lợi như bao khu đô thị nằm trên cái trục đường vành đai gọi là 3 của thành phố Hà Nội. Nhưng đặc biệt ở đây nó gần trung tâm. Các bạn nhớ là gần trung tâm. Tại vì các bạn chỉ đi ra đường Hoàng Việt phát, các bạn đi có 7 cái số rồi vào trung tâm rồi. Đấy. Chứ không phải như các khu đô thị khác đi rất là xa, mà đi là đi trục chính ấy nhá, mà cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện. Đấy, tại vì thực ra cái cơ sở hạ tầng của quận Cầu Giấy nó tương đối hoàn thiện. Thì đây tuy rằng nó là trực thuộc Bắc Từ Liêm ấy, nhưng mà nó lại sát với quận Cầu Giấy, cho nên nó rất hoàn thiện. Tuy rằng có những cái khu gọi là tái định cư ở trong cái tái định cư ấy, ở trong cái thành phố giao lưu này nó vẫn còn lộn xộn, mình nói thật với các bạn. Do đấy là cái cung cách quản lý của nhà nước. Đấy, cái phía tay phải kia, mình nói luôn. Đấy, phía tay phải kia các bạn thấy không? Đã hình thành lên cái chợ. Đấy, đã hình thành lên một cái chợ. Đấy, đã hình thành lên một cái chợ. Thì cái hình thành lên cái chợ cóc mà nó làm mất cái mỹ quan đô thị lắm các bạn ạ. Đấy, đây là những thứ mà Ủy ban Nhân dân phường, công an phường, đấy, Cổ Nhuế hãy phải tiếp thu. Đấy. Còn về lợi nhuận kinh tế cho anh em thì cũng đúng, nhưng mà làm sao ấy, khi mà mình mắt mà nhắm mắt mở để cho người dân cũng kiếm được tiền, và cái nhu cầu do điều kiện kinh tế vật chất của xã hội bây giờ chưa có, hay là của chính quyền chưa có để xây chợ, thì họ đã làm này. Nhưng mà ở đây nó ảnh hưởng nhiều thứ lắm, nó ảnh hưởng cả một cái siêu thị ở trong cái khu đô thị kia. Đấy. Mình đang tạo một thói quen, trong khi đó các anh chợ tạo thành một cái chợ cóc như này. Đấy, rất là thiệt thòi cho những nhà người ta thuê những cái gọi là chung cư, thuê những cái gọi shop house ở chung cư, so với những cái kiosk ở chung cư giá thành rất là đắt. Quý vị phải nhớ giá thành đắt lắm. Thì họ kinh doanh kiểu gì? Đấy là những thứ mà chúng ta đang nhìn ra. Đấy. Hoặc là ít ra thì cũng
làm cho thật tốt vào. Đấy. Có người dám đứng ra, chứ không phải là đến đợt bà con kinh doanh kiểu này họ khổ lắm. Hôm nay dưỡng tâm sự thật, đến lúc có chiến dịch là thôi là cứ thi đuổi thôi. Đấy. Chính quyền thì đuổi, công an cũng đuổi, còn người ăn thì vẫn cứ ăn. Đấy. Nên cũng khổ lắm. Là mình gọi là mạnh lên, làm một cái chính sách tốt mà, thế là xong. Thế là đợi một ngày nào đó gọi là mọi chuyện nó thấy tốt đẹp, ok thì các nơi khác học tập thôi. Mình nói thật với các bạn nhé, là riêng nhiều chính sách hiện tại bây giờ ấy, là không ai được như bác Võ Văn Kiệt. Bác Võ Văn Kiệt ngày xưa, các bạn nhớ là sau chiến tranh năm 1900, khi đất nước chúng ta thống nhất, thì các bạn nhớ rằng là có rất nhiều những thứ liên quan đến an ninh, liên quan đến kinh tế của chúng ta. Nhưng nói thật với các bạn thì các bác vẫn đúng đấy. Tại vì chúng ta sau 15 năm mà chúng ta ổn định, để bình định lại đất nước ấy, thì mình nói thật với các bạn khó lắm. Thì các bạn sẽ phải thấy rằng là có những con người cũng sám xé rào. Đấy, là bác Võ Văn Kiệt. Để làm gì? Để bác ấy cho nhân dân sống hạnh phúc hơn, cho nhân dân biết làm kinh tế, nói chung là thử nghiệm. Và khi thành công là bác ấy báo cáo Bộ Chính trị, mà Bộ Chính trị cũng nằm ngơ đấy, gọi là đối dương, gọi là mắt nhắm mắt mở đấy. Đấy, mắt nhắm mắt mở. Thế mà nó cũng thành công đấy. Mà để giờ phút này, các bạn biết là giờ phút này thì đất nước chúng ta được như ngày hôm nay thì có những con người nó phải giỏi như bác gọi là Võ Văn Kiệt. Dám sẽ rào. Sau đấy lại có những người dám thay đổi như bác Nguyễn Văn Linh. Bác ấy cũng hồi đấy cũng làm trong thành phố Hồ Chí Minh đấy. Đấy, sau khi mà hai bác ấy gọi là bắt tay nhau để mà thực hiện những cái xé rào đó, mặc dù là ngoài trung ương cũng rất là giận, nhưng mà ok thôi, chấp nhận thôi. Và các bạn đã thành công một cách mỹ mãn để mà giờ phút này chúng ta có được ngày hôm nay. Thì nó là công sức thì giờ phút này thôi. Những lãnh đạo của chúng ta, trong đó có những lãnh đạo cấp địa phương, cấp bộ hay cấp cục, phải biết xé rào, dám xé rào đấy, chịu trách nhiệm. Mình khẳng định là không bao giờ nhà nước mình gọi là luôn luôn sẽ có luôn luôn có tầm nhìn và biết ai là làm vì đất nước, vì tổ quốc. Nếu có làm sai lầm thì cũng không bao giờ bị sao cả. Còn những người mà lợi ích nhóm thì chắc chắn là biết, không biết được. Hay là những người không dám làm thì chúng ta không còn cơ hội đâu. Chúng ta không nắm bắt cơ hội này thì sẽ có nước khác nắm bắt cơ hội. Chúng ta đừng có tự tin thái quá, nếu mà chúng ta không nắm bắt là sẽ có nước khác. Mình khẳng định các bạn đừng đùa, Campuchia hay là Lào họ có thể là sẵn sàng nắm bắt cơ hội cho những cái sự việc này, hay các nước khác nữa, ở những cái vùng khác nữa. Thì đó là những điều mà chúng ta luôn luôn là chúng ta phải ghi tâm tạc dạ thì chúng ta mới có thể phát triển mạnh hơn nữa đây. Và dù giờ phút này chúng ta đang một nước đang phát triển rất là tốt, có thể nó là một đất nước trong nền kinh tế phát triển tốt nhất thế giới trong những thời kỳ khó khăn như này sau đại dịch Covid. Đấy. Thì hôm nay thì bắt đầu đây, mình lang thang cho các bạn ở trong khu đô thị gọi là thành phố giao lưu rồi. Cái này mình thấy là một cái văn minh, mình đánh giá cao những người ở khu nhà giàu này, tại vì dẫu sao họ còn làm một cái gì đó để bảo vệ, mặc dù cũng không phải là tốt hẳn. Đấy. Và đây là một cái hồ. Cái hồ này thì mình ngày xưa cũng rất hay tập thể dục. Và đây, đây là một trong những khu, Dương Béo dám nói là một trong những khu biệt thự ở rất xứng đáng ở. Đấy. Ngoài thì họ thuê họ ấy, còn trong thì rất là yên tĩnh, xứng đáng ở. Ở khu này là khu thành phố giao lưu. Và đây thưa quý vị là căn nhà An Bình đi ở mặt sau của nó. Đấy, mặt sau của nó. Thì ngày hôm nay chúng ta đã đi được bộ rất là nhiều. Dương cũng làm được những công việc của Dương trong ngày hôm nay. Đấy, trong tất cả những cái vấn đề. Và sẽ còn một vấn đề nữa mà mình ngồi nói chuyện với các bạn. Hôm nay mình giới thiệu luôn. Mình giới thiệu luôn cho các bạn là cái format của mình. Và nó là một format chốt. Mình khẳng định đây là một format chốt. Các bạn biết là khi mà nói đến format chốt ấy, thì quý vị phải hình dung là format này là format cuối cùng rồi. Sẽ không còn cái format nào nữa. Đấy.
format cuối cùng của mình cho cái sự phát triển của mình và của DCMD thì chắc chắn có nghĩa là sẽ có một kênh. Mà hiện tại giờ là kênh DCMD thì mình hay dùng để quay đường phố đấy. Thì chắc chắn 100% nó sẽ diễn ra như vậy. Và nó có những bí mật, những cái video ngắn liên quan đến bí mật về những tòa nhà của các ban bộ ngành. Tại vì đôi khi những người trong nước có thể biết hoặc Hà Nội biết, nhưng mà những người ở xa không biết. Và đặc biệt là những bà con ở Việt kiều hải ngoại cũng không biết đâu. Mà chúng ta muốn quan tâm về thịnh tình đất nước thì chắc chắn những cái đấy chúng ta phải biết. Tại vì các cơ quan đấy bây giờ là công khai, không có gì là bí mật cả. Nhưng có những cái cơ quan họ cũng không lẳng lơ về vấn đề địa chỉ. Mình sẽ quay những cái tòa nhà đó để cho các bạn xem, để rồi các bạn sẽ nắm rõ được. Thì hôm nay video cũng dài rồi, thì mình xin phép các bạn, hẹn các bạn vào ngày mai. Mình sẽ quay cái trục đường, một trục đường mới nữa. Mình tin chắc rằng thì đây cũng là một cái video hơn mấy chục phút rồi. Tuy nó cũng không phải là dài, cũng không phải là ngắn. Mong mọi người ủng hộ. Còn nếu mọi người ủng hộ thì mình sẽ quyết tâm hàng ngày mình đi làm. Hôm nay thì mình không đi, phương tiện, thì thành ra mình không có gì để mà giới thiệu về phương tiện giao thông cả. Nếu mình đi taxi thì mình sẽ giới thiệu về taxi. Mình đi xe buýt thì mình giới thiệu bằng xe buýt. Mình đi bằng trên thì mình sẽ giới thiệu bằng trên cho mọi người. Nói chung là sẽ giới thiệu về tất cả các phương tiện di chuyển trong thành phố Hà Nội cho mọi người ở một kênh, nó sẽ tên là Di chuyển đấy. Kênh này đó là Transportation, và nó sẽ không có tiếng nói, có nghĩa là đấy là video câm luôn đấy, không có giới thiệu gì đấy, đầu đều bằng tiếng Anh, tất cả bằng tiếng Anh đấy. Quý vị phải hình dung một điều như vậy. Và đây mình sẽ đi vào trong khu đô thị để cho quý vị thấy rằng là những khu đô thị mới, những khu đô thị chung cư mới rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Đây, quý vị sẽ thấy được nó sạch sẽ như nào. Và cái khu đô thị này nó nằm ở sát bộ công an luôn thưa quý vị. Đấy, mình sẽ đi xuyên ra bên kia. Đấy, và đi ra ngoài đầu. Nó có các khu vui chơi, mọi người có thể vào đấy thoải mái, nhưng mà không được đi xe máy vào đâu. Hợp lý, rất hợp lý. Vì ở dưới này nó có một cái tầng ngầm. Quý vị nhớ là có một cái tầng ngầm. Đấy. Nói chung là bây giờ ở Hà Nội rất nhiều cái khu đô thị nó xây theo chuẩn quốc tế đó. Nhưng mà về chất lượng thì phải thú thật là cũng không thể bằng được nước ngoài. Đặc biệt những nước phát triển rồi, vì họ quản lý về chất lượng công trình tốt hơn ở Việt Nam chúng ta. Còn hiện tại bây giờ các bạn thấy xa xa, thấy các lực lượng công an, lực lượng an ninh đang làm rất căng. Tại vì đang có họp, các bạn nhớ đang có họp ở Bộ Công an, cho nên là rất là căng. Đấy. Rất là căng. Có lực lượng cơ động, lực lượng bảo vệ từ xa. Đấy. Mình thì nói thật, không quan tâm. Đấy. Mình chỉ là người đi quay phim. Đấy. Thì những cái gì liên quan đến Bộ Công an thì quý vị ấy, cái tòa nhà ở gần đấy là tòa nhà 47 Phạm Văn Đồng, sau cái tòa nhà này là của Bộ Công an nhé quý vị nhé. Thì các bạn biết rằng là Bộ Công an thì giờ phút này là một cơ quan có thể nói quan trọng nhất của Đảng và Nhà nước, là thanh kiếm. Tại vì sao? Là bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân bình yên hạnh phúc đấy, ở trong nội địa đấy. Và cũng có nhiều thay đổi từ năm 2018, có 6 cục đã không còn tồn tại trong lực lượng công an nữa, trong đó có cục rất quan trọng là cục 5 đấy. Đấy, nhiều người không biết đâu, hôm nào mình sẽ quay cái trụ sở chính ngày xưa đấy, quý vị nhớ một điều đấy. Và nó còn không còn tồn tại nữa, bây giờ nó vẫn là chức năng nhiệm vụ thôi, về an ninh kinh tế, an ninh chính trị vân vân vân. Quý vị phải hình dung là như vậy, nó vẫn vậy thôi, chả có gì khác cả. Đấy, nhưng mà
đôi khi mình đi qua đấy bây giờ là mình lại cứ vẫn tưởng là nó là Cục Lăng, nhiều người không biết bây giờ nó là cái khác rồi, ví dụ thế. Ok. Ok, xin chào và hẹn lại quý vị trong những ngày mai nhé. Ngày mai có những cái chương trình hay hơn, tốt hơn. Đấy, mình sẽ cố gắng làm hoàn thiện hơn. Đấy, nếu quý vị ủng hộ mình, like và share, xin cảm ơn rất nhiều. Và đăng ký kênh nữa, có động lực.